Xin chào, là đội review tại Đinh Z đất sân bay Long Thành đây. Trong hành trình lần này, đội quyết định lựa chọn huyện Nhân Trạch là địa điểm khảo sát. Hành trình review Nhân Trạch lần này, đội sẽ khảo sát trên tuyến DT769 Lý Thái Tổ ở xã Phước Thiền và Phú Hội, xem tiến độ đường 319 đoạn nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây trước khi theo tuyến Nguyễn Hữu Cảnh về trung tâm hành chính, rồi hướng về các khu công nghiệp Nhân Trạch 1, 2, 3, 5, 6 để khảo sát đánh giá, sau đó nghỉ trưa tại Lăng Bè Phước An trước khi khảo sát tuyến DT19 Hùng Vương của hai xã Long Thọ và Hiệp Phước. Chuyến đi lần này là góc review cho anh em cái nhìn chi tiết về bất động sản quanh khu vực khu công nghiệp sẽ phát triển như thế nào. Bây giờ thì đi thôi. Chào các bạn, mình là Bảo Yến. Hiện tại thì team review từ A đến Z đất sân bay Long Thành tụi mình hôm nay đã quay trở lại, và hôm nay tụi mình sẽ đi khảo sát hai tuyến trục đường chính, đó là tuyến DT769 và tuyến DT19 của huyện Nhân Trạch. Thì hiện tại mình đang đứng ở vòng xoay nút giao của xã Phước Thiền, đó là nút giao DT319 và đường DT769. Xã Phước Thiền với diện tích là 16,19 km², thì phía bắc của xã giáp với huyện Long Thành, phía đông của xã cũng giáp với huyện Long Thành, và phía nam thì giáp với thị trấn Hiệp Phước, và phía tây thì giáp với xã Phú Hội. Xã Phước Thiền với hai trục chính, đó là đường DT319 và đường DT769. Thì vòng xoay ở đây hiện tại là những mặt tiền kinh doanh thì khá là tấp nập và dân cư khá là đông đúc. Và cái lộ giới của đường vòng xoay này thì rơi vào tầm khoảng 61m. Xã Phước Thiền này có một khu tái định cư rất là nổi bật với quy mô là 38 ha. Chủ đầu tư đó là công ty cổ phần địa ốc Khang An. Thì hiện tại là dự án này đã có sổ rồi và dân cư thì đã xây dựng rồi. Theo team mình đi khảo sát, vừa mới đi khảo sát mất tầm khoảng 30 phút và quay trở lại tập trung. Thì bây giờ mình đã có những cái thông tin của giá ở xung quanh khu vực này. Đội lấy tâm điểm là vòng xuyến DT769 với đường 319 Trần Phú để bắt đầu khảo giá đất mặt tiền và đất đường một sẹt của xã Phước Thiền và Phú Hội. Giá đất mặt tiền của đường 769 Lý Thái Tổ sau khi hoàn thiện vòng xoay có sự biến thiên khá mạnh, giá từ 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ 1 mét ngang cho diện tích từ 100 đến 500 mét vuông, cho bán kính dưới 500 mét quanh chợ Bến Cam. Khu vực này còn rất ít đất trống, đa phần đã cho thuê kinh doanh kín hết, cực kỳ sầm uất đông đúc. Cách vòng xoay quá 1 km theo hướng Phú Hội về Long Tân, giá giảm còn 1 tỷ đến 1 tỷ 3 1 mét ngang tùy vị trí. Đường một sẹt khu vực này giá dao động từ 500 đến 600 triệu một mét ngang, khu dân cư đông đúc, ô tô tới đất, đường khoảng 5 đến 6 mét. Khu tái định cư Phước Thiền với hạ tầng hoàn thiện, cao ráo, điện âm, dân cư xây nhà khá nhiều, trường tiểu học cũng đang xây dựng phần thô. Giá đất trong khu này rơi vào khoảng 22 đến 25 triệu một mét vuông và cũng khá khan hiếm hàng bán lại trong tái định cư Phước Thiền. Có một điểm khó khăn là thông số khảo sát giá khu vực này khá ít so với dự kiến, nên việc check giá khu vực này sẽ có sai số nhất định. Nội suy tuyến đường DT769 hướng bên Long Thành và đất cùng diện tích khu vực xung quanh, so sánh về quy hoạch và tỷ lệ mật độ dân cư để tính mức giá trung bình, rồi mới soi lại với giá thực tế đội khảo sát được, cũng cho thấy sự đồng nhất trước khi chốt giá trung bình đường DT769 Lý Thái Tổ. Nói một ít về nút giao thông DT319, một phần của DT771 nối hai cao tốc Long Thành Dầu Dây với Bến Lức Long Thành, trước khi hướng về cảng Cái Mép qua cầu Phước An. Con đường mang rất nhiều ý nghĩa về cả mặt kinh tế, logistics, cả về mặt phát triển, dịch chuyển dân cư Nhân Trạch trong tương lai gần. Nhìn cái cách người dân xung quanh khu vực nói về tuyến đường này không thôi, cũng đã đủ hiểu sự kỳ vọng của người dân Nhân Trạch về tuyến đường này như thế nào. Hiện trạng tuyến đường vẫn đang thi công đoạn vòng xoay với cao tốc và cầu vượt từ Nhân Trạch qua Long Thành. Một phần đường từ vòng xoay Trần Phú - Nguyễn Văn Cừ nối về cảng Phước An khoảng 2,5 km đang thi công, lộ giới quy hoạch 61m cũng đang cuốn chiếu thi công để kịp tiến độ đồng thời với các đoạn thi công còn lại của tuyến DT319. Chắc chắn khi con đường này hoàn thiện, thông tuyến, cùng với tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành khoảng năm 2023 thì hoàn thành, hiện tại được hơn 80% tiến độ. Vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Nhân Trạch có dùng vốn vay của Hàn Quốc để chuẩn bị triển khai, thì việc cầu Cát Lái mang nhiều ý nghĩa dân sinh hơn là kinh tế vùng, chậm lại 5 đến 10 năm cũng là điều dễ dự đoán và hợp lý. Nhưng không vì thiếu nó mà Nhân Trạch bớt tiềm năng đâu nhé. Cạnh nút giao thông 319 cao tốc Long Thành Dầu Dây, quỹ đất đẹp còn lại cũng đã có chủ với ba nhà đầu tư lớn và quen mặt trong làng bất động sản.
khu trung tâm hành chính Nhân Trạch cũng đang mở rộng đường Nguyễn Hữu Cảnh dài khoảng 8 km, lộ giới 47 m, tính từ xã Long Tân đến giao DT19 Hùng Vương thuộc xã Vĩnh Thanh, sẽ hoàn thành và thông xe vào năm 2021, cũng giúp tăng sự kết nối chủ động từ hướng Bắc về hướng Nam của Nhân Trạch. Ngay trung tâm hành chính có dự án khu dân cư góc ba mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Kim Huy, Trần Văn Ơn, ngay phía sau phòng tài nguyên môi trường huyện, cạnh dự án Swan Park cũng đang thi công cực kỳ nhanh. Đường xá, cột điện, hạ tầng phía trong dự án cũng đang hoàn thiện, thành hình. Các trục đường phụ đang thi công, đã lót vỉa hè trục chính, tiến độ được khoảng 60-70%. Nghe nói ông lớn này đợi đến khi thông tuyến DT319, thông tuyến Nguyễn Hữu Cảnh và hạ tầng hoàn thiện mới chính thức công bố và mở bán dự án có vị trí cực đẹp này. Chắc sẽ không dưới 30 triệu một mét vuông cho vị trí này đâu anh em nhỉ? Review A-Z đất sân bay Long Thành. Thì hiện tại anh đang đứng ở giao điểm, một cái giao điểm rất là lớn ở khu công nghiệp Nhân Trạch. Đó là giao điểm của đường 25B và đường Trần Phú, hay còn gọi là đường 319. Thì giao điểm giao thông này là kết nối giữa ba khu công nghiệp, đó là khu công nghiệp Nhân Trạch 1, khu công nghiệp Nhân Trạch 2 và khu công nghiệp Nhân Trạch 3. Thì phía đằng sau mình đây là phía bắc của giao điểm, đó là khu công nghiệp Nhân Trạch 1, do chủ đầu tư IDCO, công ty phát triển khu công nghiệp IDCO. Hiện tại thì khu công nghiệp Nhân Trạch 1, khu công nghiệp Nhân Trạch 2 và khu công nghiệp Nhân Trạch 3 có các ngành nghề thu hút đầu tư chủ yếu ở cái lĩnh vực là giày da, may mặc là cái thứ nhất, cái thứ hai là bên mạng công nghệ điện tử, mà thứ ba là hóa phẩm, mỹ phẩm và các loại hóa chất, dược phẩm. Hiện tại chúng mình đã khảo được là trong 6 khu công nghiệp ở Nhân Trạch thì chỉ còn một miếng đất duy nhất có diện tích là 17 hectare ở khu công nghiệp Nhân Trạch 3 với giá cho thuê là 180 USD trên 1 mét vuông trong vòng 41 năm. Thì giá nó đã tăng lên hơn 3 lần so với thời điểm năm 2007. Còn giá cho thuê lại của các khu công nghiệp ở đây thì có nghĩa là đơn vị khác đã thuê lâu rồi và hiện tại họ đang thuê theo tháng thì giá khoảng tầm 4-5 đô một mét vuông trên một tháng. Hiện tại sau dịch Covid thì xu hướng phát triển bất động sản khu công nghiệp đang tăng cao. Với cái việc khu công nghiệp Nhân Trạch đã được lắp đầy hoàn toàn như thế này thì cái việc dịch chuyển xu hướng về các vùng phía Nam Long Thành hoặc là phía đầu Bà Rịa để có thể đón đầu cái việc phát triển của sân bây Long Thành kết nối với cảng Cái Mép. Ở khu vực đó vẫn còn rất nhiều quỹ đất có thể xây dựng những khu công nghiệp mới. Để đón đầu xu thế này thì tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt rất nhiều quỹ đất ở phía Nam Long Thành để xây dựng khu công nghiệp và logistics kết nối cảng Cái Mép với cảng hàng không Long Thành. Xin chào các bạn, hiện tại là Hậu và team review từ A đến Z đất sân bay Long Thành của mình đã có mặt tại huyện Nhân Trạch. Hôm nay mình sẽ cập nhật thông tin về khu công nghiệp số 5 và số 6 tại huyện Nhân Trạch cho các bạn ạ. Trước tiên là khu công nghiệp Nhân Trạch số 5, nó có vị trí là nằm tại xã Long Tân, phòng hội phòng của Diệp Phước. Thì diện tích của nó là gồm 298 hectare và chủ đầu tư của nó là phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, gọi tắt là IDCO. Thì hiện tại là cái tỷ lệ mà cho thuê là gần như là lắp đầy 100%. Khu công nghiệp Nhân Trạch số 6, vị trí của nó là nằm ở xã Long Thọ của huyện Nhân Trạch và diện tích của nó là 314 hectare. Chủ đầu tư là gồm công ty cổ phần Tín Nghĩa, công ty vật liệu xây dựng Sài Gòn và công ty xây dựng khu công nghiệp số 6A. Và cái tỷ lệ mà cho thuê hiện tại mình tìm hiểu được là cũng lắp đầy 100%. Hai khu công nghiệp 5 và 6 này có ngành nghề thu hút tương đối là khá giống nhau. Đó là những ngành như là dệt, may, gia công, giày da, chế biến thủy hải sản, chế biến đồ gỗ, cũng như chế biến dược liệu, hóa mỹ phẩm. Có thể nói Nhân Trạch là một trong các huyện tập trung nhiều khu công nghiệp nhất của tỉnh Đồng Nai. Điều này tạo nên một sự thuận lợi cho các nhà đầu tư khi mà đi khảo sát cũng như là chọn vị trí để làm khu công nghiệp. Với lại ở đây mình khảo ra được là có rất
có rất nhiều chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư, như là miễn thuế 2 năm đầu và giảm 50% thuế cho 4 năm tiếp theo. Và với mật độ cho thuê mà mình thảo được là gần như là lắp đầy 100%, thì nó minh chứng cho một điều là cái nhu cầu về khu công nghiệp này rất là cao. Nhưng mà với tình hình hiện trạng của Nhân Trạch ấy, thì khả năng mở rộng khu công nghiệp là gần như là không thể, vì cái đất sử dụng là gần như đã hết rồi. Thì cái điểm tiếp theo mà các nhà đầu tư nhắm tới mình nghĩ chắc chắn sẽ là huyện Long Thành và đơn cử như là xã Phước Bình. Thì hiện tại xã Phước Bình đã có trong cái kế hoạch sử dụng đất năm 2020 á, là gần như đã được duyệt là hơn 2.000 hecta đất để làm khu công nghiệp. Và chắc chắn là trong 5 đến 10 năm tới nữa thì huyện Long Thành sẽ phát triển rất mạnh về khu công nghiệp. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp Nhân Trạch 1, 2, 3, 5, 6 là cực kỳ cao, gần như 100%, cho thấy nhu cầu bất động sản công nghiệp của Nhân Trạch nói riêng và Đồng Nai nói chung rất tiềm năng, nhưng quỹ đất để phát triển khu công nghiệp bên Nhân Trạch gần như không còn. Long Thành và Cẩm Mỹ chắc chắn sẽ là giải pháp của tỉnh Đồng Nai cho câu chuyện mở rộng đa dạng khu công nghiệp với dư địa đất còn đang rất nhiều. Xã Phước An ngoài những hạ tầng quan trọng như đường liên cảng Phước An, nút vòng xoay Phước An bên lức Long Thành, cảng Phước An, cầu Phước An, còn rất nổi tiếng với làng bè Phước An, với hầu, sò huyết, cá thòi lòi, v.v. Và đây cũng chính là điểm dừng chân để nghỉ trưa trên hành trình khảo sát của đội trong ngày hôm nay. Nghỉ ngơi một xíu nhé! Và từ đó sẽ tiến lên trở thành là một trong những khu đô thị loại 2 của huyện Nhân Trạch. Giáp ranh với lại thị trấn Hiệp Phước thì là xã Long Thọ. Hiện tại xã Long Thọ thì tổng diện tích là 24 cây số và dân số hiện tại cập nhật cũng tầm phải là dao động khoảng là 10.000 dân. Và dân cư ở đây chỉ tập trung ở cũng trên một chục tuyến đường chính liên thông với lại thị trấn Hiệp Phước, đó là đường Hùng Vương. Và đặc biệt là dân cư ở đây, cái trục đường Hùng Vương này cũng là trục đường cắt giữa khu dân cư và đối với đường vào khu công nghiệp. Thì điều đặc biệt là ở khu xã Long Thọ này có khu công nghiệp và quy hoạch là khu công nghiệp 2 và 3 và 6. Ngoài ra thì ngay chỗ trục đường chính là dân cư chỉ tập trung ở ngay khu vực đường Hùng Vương thôi. Xã Long Thọ này được định hướng là trở thành trung tâm về đô thị dịch vụ, và vì có vị trí là sát với điểm chính Hiệp Phước nên xã Long Thọ hiện tại bây giờ cũng đang được tập trung đẩy mạnh về phát triển về kinh tế để sau này cùng kết nối với lại thị trấn Hiệp Phước để là trở thành một dãy khu đô thị phát triển nhất của huyện Nhân Trạch tương lai. Về hướng đường Hùng Vương DT19 đoạn hai xã Long Thọ và Hiệp Phước thì giá mặt tiền khu vực tính từ đoạn giao với đường 319 nối ra liên cảng Phước An đến cây xăng dầu Hiệp Phước 1 dao động từ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi. Giá tăng nếu càng gần đường 25B chợ Hiệp Phước. Đường một xẻ khu vực từ DT19 Hùng Vương rẽ vào trong khoảng 300m cũng có mức giá dao động khoảng từ 12 đến 15 triệu một mét vuông có thổ cư. Nếu quy ra đơn giá theo mét ngang thì đâu đó cũng rơi vào khoảng 500 triệu một mét ngang cho chiều sâu dao động khoảng 25 đến 30m. Hai tuyến DT769 Lý Thái Tổ và DT19 Hùng Vương giống như hai cánh tay dài vành đai ôm lấy Nhân Trạch từ bốn phía, ôm gọn các khu công nghiệp của Nhân Trạch. Dễ nhận ra, dân cư đông nhất Nhân Trạch tập trung quanh các khu công nghiệp trong bán kính 3km và giãn dần ra khi ra xa hơn. Đó cũng là đặc điểm chung mà các khu công nghiệp khác mà đội review đã đi khảo sát xuyên suốt những tháng qua. Nhân Trạch về chiều và đêm sẽ khác hẳn với Nhân Trạch ban ngày.
Đó cũng là điểm đặc trưng cho những khu vực phát triển khu công nghiệp quy mô. Thử đi buổi chiều tối Nhân Trạch đoạn chợ Hiệp Phước hoặc chợ Bến Cam để thấy sự nhộn nhịp tấp nập như thế nào chỉ trong vòng vài ba năm trở lại đây. Nhân Trạch chắc chắn một điều là sẽ thay da đổi thịt về kinh tế, thu hút nhân cư về ngay sau khi cao tốc Bến Lức Long Thành và tuyến DT319 thông xe mà chưa cần đến Vành Đai 3 hay cầu Cát Lái. Hầu như toàn bộ các quỹ đất lớn còn lại của Nhân Trạch đều đã có chủ, vì của các ông lớn bây giờ chỉ là đang lựa thời cơ chín mùi của hạ tầng Nhân Trạch để bung lụa mà thôi. Ngày đó sẽ không xa xôi như việc kỳ vọng vào cầu Cát Lái đâu. Vừa rồi là hành trình khảo sát Nhân Trạch của đội review tại Đến Z đất sân bay Long Thành. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên ủng hộ tụi mình trên những hành trình thú vị sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn, chúng mình là đội review từ A đến Z đất sân bay Long Thành. Nếu yêu thích video này, hãy để lại một like. Có câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tụi mình và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.